đó là con phụng thờ cha mẹ có năm việc. Một là hết lòng hiếu kính viếng thăm, làm cho cha mẹ vui mừng. Hai là dậy sớm nấu cơm, làm thức ăn, cần kiệm, lo việc cửa nhà, đỡ cho cha mẹ và thay cho cha mẹ làm những điều khó nhọc. Ba là cha mẹ dạy bảo điều gì đều phải dâng nghe, chớ làm cha mẹ buồn lòng. Bốn là hằng nhớ đến ân đức của cha mẹ. Năm là khi cha mẹ ốm đau, phải hết lòng lo lắng, ưu tư, tìm thầy chạy thuốc, chữa cho cha mẹ. Khi cha mẹ về già, phải phụng dưỡng. Khi cha mẹ qua đời, phải an táng thờ cúng cha mẹ. Còn cha mẹ đối với con cũng có năm việc. Một là ngăn con đừng làm điều dữ, chỉ bày cho con làm những việc ngay lành. Hai là dạy cho con gần gũi thân cận, bậc thiện trí thức. Ba là yêu thương dạy dỗ con siêng năng học hành, nuôi nấng đùm bọc cho con nên người. Bốn là đúng thời chọn nơi nhân hậu, hỏi vợ gả chồng cho con. Năm là có gia sản tùy thời, đúng lúc cấp phát cho con những vật cần dùng đồng đều. Này thiện sinh, nếu kẻ làm con kính thuận cung phụng cha mẹ thương yêu dạy bảo lo lắng cho con như thế, thì người ấy, gia đình ấy được thành tựu tăng ích pháp.